Nga phản ứng trước việc Mỹ đóng cửa hai văn phòng trung tâm thị thực ngoại giao. Quân đội Nga nhận thiết giáp PMP-3 nâng cấp đặc biệt. Mỹ, Ai Cập nỗ lực ngăn chặn xung đột toàn diện giữa Israel và Liban. Vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong cụm tin nhanh quốc tế ngày 23 tháng 6 của chúng tôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova tuyên bố rằng Moscow sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả thích đáng nếu Washington quyết định đóng cửa trung tâm cấp thị thực của Nga tại Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov thông báo rằng Mỹ đã quyết định đóng cửa các chi nhánh của trung tâm thị thực Nga tại Washington và New York. Trước đó cùng ngày, đại sứ Antonov cho biết Mỹ đã thông báo cho các nhà ngoại giao Nga rằng Cả hai văn phòng của Trung tâm thị thực Nga tại Washington và New York sẽ phải ngừng hoạt động. Trung tâm này chủ yếu hỗ trợ người dân trong việc xin thị thực đến Nga bằng cách chuẩn bị và nộp hồ sơ giấy tờ cần thiết tại cơ quan lãnh sự Nga. Đại sứ Antonov cũng nhấn mạnh rằng động thái của Washington đã làm gia tăng gánh nặng đối với Moscow, đặc biệt là sau khi Mỹ hạn chế số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại các văn phòng lãnh sự quán ở Houston và New York. Ngoài đóng cửa trung tâm thị thực, Mỹ cũng quyết định thu hồi thẻ miễn thuế của các nhân viên đại sứ quán Nga. Đây vốn là cơ chế dành cho nhà ngoại giao của tất cả các nước. Đại sứ Antonov lưu ý rằng giới chức Mỹ không đưa ra bất kỳ lý do nào cho hành động của họ. Mối quan hệ giữa Moscow và Washington ngày càng xấu đi trong một thập niên qua, căng thẳng leo thang hơn nữa sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga, phía Moscow cũng đã thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng. Mới đây, sau khi giao lô hai máy bay chiến đấu Su-34 Fullback cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga, tập đoàn Rostec tiếp tục thông báo về một đợt giao hàng quan trọng khác cho lực lượng vũ trang Nga. Theo tờ Bulgarian Military của Bulgari, một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đã được vận chuyển bằng đường sắt từ nhà máy Kurgan đến lực lượng vũ trang Nga. Tuy nhiên, Rostec cơ quan chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp kỹ thuật cao cho các ngành dân sự và quốc phòng của Nga, không công bố số lượng cụ thể. Trang Top World tiết lộ rằng những thiết giáp này đã được trang bị thêm giáp bảo vệ Nakitka để làm giảm khả năng bị phát hiện thông qua hình ảnh nhiệt, từ đó nâng cao khả năng tồn tại của bmp 3 trên chiến trường. Nakitka là một lớp vải ngụy trang đặc biệt, sử dụng công nghệ để hấp thụ và phân tán sóng radar từ các hệ thống trinh sát và tấn công của đối phương, giúp xe bọc thép trở nên tàng hình. Ngoài việc bảo vệ các phương tiện cơ giới, Nakitka cũng có thể được áp dụng để che giấu các mục tiêu cố định như công sự và tòa nhà. Bên cạnh khả năng hấp thụ sóng radar, Nakitka còn có khả năng cách nhiệt, ngăn chặn nhiệt sinh ra trong quá trình hoạt động của xe và giữ cho nhiệt độ của phương tiện bằng với môi trường xung quanh. Điều này làm giảm khả năng phát hiện bằng thiết bị ảnh nhiệt của đối phương, đặc biệt quan trọng trong các hoạt động chiến đấu ban đêm hoặc trong môi trường sử dụng hình ảnh nhiệt để trinh sát và nhắm bắn mục tiêu cập nhật mới nhất về tình hình xung đột ở trung đông mới đây theo thông tin từ tờ bưu điện jerusalem của israel các cuộc đàm phán giữa mỹ và ai cập đã tập trung vào hậu quả thảm khốc mà các bên có thể phải đối mặt trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện trong khu vực trong những ngày gần đây các quan chức chính phủ ai cập đã tổ chức các cuộc đàm phán với các đồng nghiệp mỹ để ngăn chặn sự leo thang ở miền bắc israel trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa taynaevi và hezbollah đang gia tăng một quan chức cấp cao của Ai Cập cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ tập trung vào việc đánh giá hậu quả thảm khốc mà các bên có thể phải đối mặt nếu xảy ra xung đột trong khu vực. Ai Cập đánh giá cao những phát biểu của nhà lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, và cho rằng chúng cần được xem xét một cách nghiêm túc. Theo nguồn tin từ Ai Cập, Washington đang cố gắng ngăn chặn sự lan rộng của xung đột, với niềm tin rằng vấn đề hiện tại không phải là ai sẽ nổ súng đầu tiên, mà là hậu quả không có sự rõ ràng trong lập trường sẽ gây ra. Theo thông tin từ Ai Cập, Mỹ đang chuẩn bị cử một phái đoàn cấp cao tới gặp các quan chức Israel và tiến hành chuyến công du khu vực để ngăn chặn nguy cơ bùng phát cuộc chiến toàn diện. Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Ai Cập sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến Liban trong những ngày tới, có thể dẫn đến việc gửi một phái đoàn tình báo Ai Cập đến Beirut sớm. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 6 đã cho biết rằng Hezbollah có khả năng tự vệ và bảo vệ Liban. Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh nhà trắng đang lo ngại rằng cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel có thể dẫn đến cuộc chiến toàn diện. Các quan chức Israel nói với Mỹ rằng họ có đủ nguồn lực để tiến hành một cuộc tấn công chống lại Hezbollah nếu cần thiết, đặc biệt là nếu chiến dịch ở Rafah kết thúc. giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa tel aviv và hezbollah tại biên giới phía bắc israel giáp liban giới chức mỹ lo ngại trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện giữa israel và hezbollah nhóm vũ trang ở liban được iran hậu thuẫn có thể khiến hệ thống phòng không của israel ở phía bắc bao gồm cả vòm sắt sẽ bị quá tải những lo ngại về việc hệ thống phòng sát có thể bị áp đảo trước kho tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Hezbollah gia tăng sau khi Israel bày tỏ với Washington rằng Tel Aviv đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ và trên không vào Liban. Mỹ đã trao đổi với Israel về những lo ngại nói trên và các quan chức Israel trả lời rằng họ đang lên kế hoạch chuyển các nguồn lực từ miền nam Gaza sang miền bắc Israel để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Một quan chức cấp cao Israel đánh giá rằng ít nhất một số khẩu đội vòm sát sẽ bị quá tải. Theo vị quan chức trên, điều này có thể xảy ra nếu Hezbollah tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, chủ yếu sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, và đây sẽ là thách thức đối với hệ thống phòng thủ của Israel. Đầu tháng này, lực lượng Hezbollah đã công bố đoạn video có nội dung cho thấy một máy bay không người lái tấn công và làm hư hại một khẩu đội vòm sát tại một căn cứ quân sự ở miền bắc Israel. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ không nhận được thông tin về thiệt hại đối với hệ thống vòm sắt. Dù vậy, các quan chức Israel đã thừa nhận với phía Mỹ rằng vòm sắt có thể trở thành mục tiêu, đặc biệt là ở miền Bắc Israel, và họ cũng rất ngạc nhiên về mức độ phức tạp của các cuộc tấn công do Hezbollah tiến hành cho đến nay. Theo CNN, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Mỹ và Israel là Hezbollah có thể sử dụng số lượng lớn tên lửa dẫn đường chính xác. Một quan chức Mỹ cho hay trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện với Hezbollah, sự hỗ trợ mà Israel cần nhất sẽ là các hệ thống phòng không bổ sung bao gồm cả vòm sắt. Theo cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ, vòm sắt là nền tảng cho hệ thống phòng thủ của Israel và chính phủ Mỹ đã chi hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho chương trình này. IDF tuyên bố vòng sát có tỷ lệ thành công lên đến 95,6% khi đối phó với các đợt tập kích tên lửa do lực lượng thánh chiến hồi giáo phóng vào lãnh thổ Israel vào năm 2023. Dù vậy, nếu Hezbollah có thể làm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, thì điều đó sẽ gây nguy hiểm đến phòng thủ của quân đội cũng như tính mạng dân thường Israel. các cuộc thảo luận giữa mỹ và israel về khả năng phòng thủ diễn ra trong bối cảnh tình hình ở biên giới phía bắc israel đã lên đến mức nguy hiểm một quan chức cấp cao của mỹ cho biết đề cập đến những nỗ lực của mỹ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công qua lại giữa israel và hezbollah trở thành một cuộc chiến tranh tổng lực theo vị quan chức này việc có thể giữ vững mặt trận trong thời gian dài như vậy đã là một điều kỳ diệu một quan chức cấp cao khác trong chính quyền tổng thống joe biden cho biết chúng ta đang bước vào một thời kỳ rất nguy hiểm bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà gần như không có dấu hiệu cảnh báo nào giới chức mỹ cho rằng hệ lụy của cuộc chiến quy mô lớn giữa israel và hezbollah có thể rất tàn khốc kho tên lửa và máy bay không người lái của hezbollah đang ngày càng gia tăng tinh vi hơn và có sức tàn phá mạnh hơn so với lực lượng Hamas ở giải Gaza. Hầu hết trong số đó là tên lửa tầm ngắn, nhưng cũng có một số tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Israel với mức độ chính xác đáng kể. IDF ước tính Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa, trong đó có hàng nghìn tên lửa chính xác cao. Nguy cơ chiến tranh tiếp tục gia tăng khi triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ngày càng mờ nhạt. Nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sẽ có một thỏa thuận ngoại giao song song giữa Israel và Hezbollah. Thỏa thuận này do đặc phái viên Mỹ Amos

tin là sẽ có hiệu lực. Ông Hostein đã đến thăm cả Jerusalem và Beirut trong tuần này, gặp gỡ các quan chức cấp cao của Israel và Liban để thúc đẩy kế hoạch và ngăn các bên leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah đã lên đến đỉnh điểm vào tuần trước. Israel vào hôm 18 tháng 6 đã cảnh báo Hezbollah về nguy cơ xảy ra chiến tranh tổng lực sau khi nhóm vũ trang Liban công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các thành phố của Israel, trong đó có cả địa điểm quân sự. Các quan chức Israel đã nói với Mỹ rằng họ có đủ nguồn lực để thực hiện một cuộc tấn công chống lại Hezbollah nếu cần, đặc biệt nếu chiến dịch ở Rafah, miền nam Gaza kết thúc. Mỹ đồng tình với điều này, nhưng vẫn lo ngại Tel Aviv sẽ phải phân tán nguồn lực giữa Gaza ở thời kỳ hậu chiến và một cuộc chiến với Hezbollah.